gì trời. Đó. Trời ơi. Cả nhà nghe gì không cả nhà? Vô đây nghe rất là lạnh sống lưng luôn cả nhà. Nó rất lợm tùm phía sau này rồi. Có cả cây trứng cá nữa nè. Trời ơi. Thối thần cái không nha. Ai vô đây vẽ một cái chữ rất là gồng gợn luôn nè. Ma. Đi vào cái phòng bên đây trước xem. Đó. Gì trời. Ông nội ơi. Giờ này bị ma nhát thì trời. Linh xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Và Linh vừa mới được bà con sinh sống gần đây chia sẻ là ở đây có hai cái ngôi nhà ma bị bỏ hoang, rất là ghê gợn. Và hình như là không có ai dám bén mảng vào bên trong hai ngôi nhà hoang này. Thì bây giờ Linh sẽ vào bên trong để trải nghiệm, như khám phá xem là những cái lời đồn đãi của bà con ở đây có thật sự là đáng sợ như vậy hay không, và những cái ngôi nhà này thật sự là có ma hay là có điều gì tâm linh bên trong hay không nha. Nhà này thì hình như là được nằm trong một cái vườn xoài. Ngay phía trước cái đường đi vô thì thấy có trồng 2-3 cái hàng xoài luôn nè. Ui, một nguyên một cái ổ kiến vàng luôn nè cả nhà. Ổ kiến vàng rất là to luôn. Theo như lời bà con kể thì ngôi nhà này bị bỏ hoang cũng rất là lâu năm rồi. Và cỏ cây nó mọc, dây leo gì đó bao phủ tùm hết. Cho nên là nhìn nó cũng rất là ma mị luôn. Ê. Vừa mới bước tới đây thì Linh đã nghe bên trong có những cái âm thanh gì đó phát ra rồi cả nhà. Nghe như là có tiếng ai chọi đá lên trên cái ton vậy đó. Rất là ghê luôn. Khá là ớn á. Cái đường đây nè. Cỏ nó mọc xanh hết à. Ngay trước cửa thì có thêm một cái cây ổi nữa. Còn một cái ngôi nhà nữa thì nó được nằm đối diện cái chỗ này. Xíu nữa Linh sẽ quay trở ra để xem là cái nhà đó có vào được hay không. Tại vì chạy ngang thì Linh thấy cái nhà đó như bị mất nóc và nằm đối diện cái căn nhà hoang này luôn. Đó. Gì trời. Đó. Trời ơi. Cả nhà nghe gì không cả nhà? Gì ghê vậy trời. Tính ra là vừa mới bước tới cửa thôi á là đã nghe những cái âm thanh như ai là chọi lên nóc ton vậy. Bởi vậy bà con ở đây á rất là sợ khi mà tiếp cận cái ngôi nhà hoang này. Không biết là có phải là sự trùng hợp gì đó hay không, nhưng mà vừa mới tới đây thì đã nghe được những cái âm thanh đáng sợ bên trong ngôi nhà rồi. Xung quanh là toàn là lùm cây không à. Đa số những cái khu vực ở dưới đây á, đều là những cái vườn trái cây rất là rộng lớn luôn. Căn nhà thì dây leo nó bò coi nè cả nhà. Và những cái âm thanh đó không biết là có phải là bên trong hay không nữa, hay là nằm phía trên nóc nhà nữa. Cũng có thể là nắng quá cho nên là to nó bị nứt.
Chắc đây là cái nguyên nhân mà bà con ở đây sợ á. Tại vì khi mà tiếp cận thì nghe được những cái âm thanh đó ai cũng phải sợ chứ cả nhà. Đây là một cái ngôi nhà bị bỏ hoang lâu năm nữa chứ. Đứng từ ngoài này nhìn vô thì Linh đã thấy được bên trong là còn một cái tấm chanh liễn gì đó. Đây nè. Căn nhà cũng khá là rộng. Cửa trước thì hiện tại là đã bị đóng và khóa trái rồi. Chắc là Linh sẽ tìm một cái đường sau này xem có đường vô hay không nha. Quá trời bà cái dây leo nè. Nó bò xanh riêu chưa. Hình như cái cửa này là cái cửa nhà sau, cửa đi vô nè. Chắc là vô bên trong được. Vô đây nghe rất là lạnh sống lưng luôn cả nhà. Nó rất là tùm phía sau này rồi. Có cả cây trứng cá nữa nè. Trời ơi. Thối thần cái không gian luôn. Nghe bà con kể thì hai cái căn nhà này bỏ hoang cùng một lúc và gia chủ thì đã di chuyển tới một cái nơi khác, xứ khác để làm ăn và bỏ hoang cái ngôi nhà này. Cái gì vậy trời? Bỏ hoang ngôi nhà này rất là lâu rồi. Nãy giờ liên tục Linh nghe được những cái âm thanh kỳ lạ nó phát ra từ phía bên trong ngôi nhà. Bây giờ Linh sẽ vào bên trong luôn. Xíu nữa sẽ ra đi một vòng sau. Như là nghe có cái mùi gì rất là thúi xung quanh đây. Cái mùi nó bốc lên càng ngày càng thúi cả nhà. Chắc là có con gì đó chết ở gần đây. Cũng có thể là mấy con chuột rồi. Tiến vào bên trong đây. Ngôi nhà này bên trong rất là rộng luôn. Tường cũng bị nứt hết rồi. Ôi ơi. Ở ngay cái góc tường này có một cái chữ. Ai vô đây vẽ một cái chữ rất là gùng gợn luôn nè. Ma. Trên này là một cái chữ khác nữa. Khi mà đứng bên ngoài là nghe trong này nó kêu ầm ầm luôn, mà không biết là cái âm thanh nó phát ra từ đâu nữa. Đi vào cái phòng bên đây trước xem. Gì trời? Nội ơi, giờ này bị ma nhát thì trời. Gì ghê vậy? Không biết cái gì kêu luôn á cả nhà. Giống như là ê, bắt đầu nổi hết da gà rồi. Trời ơi. Trong đây là cái gì nè? Một cái tấm giấy màu đỏ nè. Và có ghi mấy cái dòng chữ trên này như là của mấy cái bảng quảng cáo gì đó.
Bước vô đây càng ngày nó càng lạnh nữa cả nhà. Chỗ này có một cái ổ mối nữa nè. Rồi phía bên đây có một cái vết gì màu cam chảy dài nè. Chắc là mấy cái vết gỉ sét của sắt nó chảy xuống nè. Chỗ cái đường đó. Chờ cái gì vậy trời. Đó. Này bị người ta chơi rồi cả nhà ơi. Ai đó đã trội. Ai đó đã trội trội đá lên ton. Gần đây có cái tụi trẻ trâu nào không ta? Hẹn chi nãy giờ cứ nghe len keng len keng ở trên nóc tôn. Gần đây thì cũng có một vài ngôi nhà ở hàng xóm họ sinh sống gần. Nãy lên trại ngang thì thấy có mấy đứa con nít, không biết là nó biết mình lại đây quay hay sao, cho nên là nó lại nó chiêu mình. Bởi vì cái ngôi nhà này thì ai cũng biết, nguyên cái xóm này ai cũng đều biết và kể về nó rất nhiều. Hai cái căn nhà hoang này thì không ai dám vô hết. Vâng, này những cái tụ con nít ở gần xóm nó cũng chạy qua chạy lại chứ không bao giờ dám vô bên trong đây. Ngay giữa nhà này còn nguyên một cái tấm tranh liễn, còn cũng khá là mới nè. Chắc là tụi trẻ trâu nó kéo lại rồi cả nhà. Nó đang cố tình trêu mình. Vãi thiệt chứ. Là nãy giờ mình tưởng đâu là ma thật. Đâu rồi? Đây là giờ ra ngoài cửa sổ này mình nhìn thấy được không? Chắc là nó núp đầu rất là xa, nó chỗ đá lại. Chứ nó không dám vô đây đâu, tại vì mình vô đây rồi. Hên xui nó có thể là nó sẽ vô trong này. Nhưng mà mình nên thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ dám vô trong đây đâu. Để là trên cái bức tường này có những cái dấu hoa văn bông vậy nè. Cái này chắc là nó tường có luôn á. Bởi vì tường này thì mưa rồi nó ngấm qua nhiều năm, cho nên là mấy cái chỗ này nó sẽ tự tạo lên những cái vết này. Rất là hôi luôn. Mấy ông cố nội đó đâu còn biết nữa. Nó trò đá vô hồi chúng mình nó báo nữa. Phía sau này rất là tùm luôn. Đa số những cái ngôi nhà hoang ở dưới vùng quê thì sẽ có những cái vườn trái cây rồi xung quanh đó. Bỏ hoang lâu ngày thì dây leo đó nó sẽ mọc và bò lên nhìn rất là ghê gợn. Và những cái ngôi nhà hoang như thế này thì không có ai, không có ai bị lợi để mà dọn dẹp đâu. Trừ khi nào mà họ bán cho một cái người nào đó sở hữu khác thì họ mới tới là dọn dẹp thôi. Chứ không là để vậy hoài luôn. Tới khi nào mục nát thì thôi. Thank you.
cả nhà nghe không? Chắc là nó núp đâu ở xa nó trội lại nè. Đi. Chỗ này có nguyên một cái con búp bê gì nè. Con này là con thỏ. Mấy ông thần tôi đâu mất tiêu rồi. Nó không bao giờ dám vô đây rồi cả nhà. Chắc là nó núp đâu ở xa. Bây giờ lên xẻ qua chợ gai nha. Và đi qua cái nhà phía bên kia. Đó, đối diện thì có một cái ngôi nhà hoa khác nữa. Cái nhà đó thì hình như là bị mất nóc rồi và không còn gì bên trong hết. Nãy là Linh chạy ngang cũng dòm thấy rồi. Bây giờ Linh phải chở ga thôi cả nhà. Cái ngôi nhà đối diện phía bên kia thì chắc là không còn đồ đạc vật dụng hay là có gì hết, bởi vì nó bị mất nóc rồi. Chỉ có cái ngôi nhà phía bên này nó hơi đáng sợ thôi, nhìn rất là âm u luôn. À, bây giờ Linh Hoa quay trở ra cả nhà. Mấy cái ngôi nhà này thường nếu mà có dịp thì mình đi vào ban đêm á, sẽ nếu mà thật sự là có tâm linh đó, thì chắc chắn là sẽ gặp được. Bây giờ Linh cũng xin tạm dừng cái video tại đây nha cả nhà, để tiếp tục cái hành trình đi khám phá những cái nơi mới khác tiếp theo hay hơn nữa, để chia sẻ những cái video mới cho cả nhà xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.